khổ như thế này ha, cổ tròn mà nó có cái nẹp nữa, khi mình mặc nó sẽ hơi đứng lên, rất là dễ thương nha các bạn. Đây là keo keo vải nha, keo vải mình đã cắt và ủi sẵn rồi, và các bạn chừa ra mỗi bên 1 xăng cho mình. Và chúng ta bắt đầu may ha. Các bạn may hở ra 2 ly giùm mình nha, không có may sát keo nha các bạn. Chúng ta để cổ êm ha. Ta may và hở ra 2 ly như thế này, thì khi chúng ta đáp xuống thì cái mép, cái đường may này nó sẽ nằm phía trong, nó sẽ che đi. Nếu mà vải nó hơi giãn thì các bạn may hai đường ha, 2 lần ha. Và vải này nó sẽ cứng này, sẽ may 2 đường. Xong rồi các bạn gọt. Khoảng còn cỡ 6 ly nha các bạn. Bạn gọt đều đi ha. Xong rồi các bạn giữ 1 ly. Để bên lớp lót này nha. Các bạn vặt hết ra, đừng để cho nó nhóc mí nha. Chúng ta khóa cái đầu này, ta hở ra 1 ly ha. Các bạn tới điểm này bạn dừng thôi nha, không không có may xuống dưới nha. Chúng ta lộn ra, lộn cho nó vuông góc ha. Cái này là các bạn tra dây kéo trước xong rồi mình sẽ tra cổ. Sợi dây kéo nó không có lên dưới đầu cổ nha. Để cổ thì mình mặc nó thoải mái hơn ha. Cái lớp lót này nè, các bạn lược cho mình một chân dịch ra cho nó giữ lại, khi chúng ta bẻ vô chúng ta mí cổ nó dễ hơn. Bạn lược cho nó hơi đứt rút lại chút xíu. Và cái bên tra, cái keo bên keo này các bạn gọt cho mình còn 8 ly ha.
gọt đều để mình tra cổ nó sẽ đẹp hơn. Chúng ta sẽ ủi cho nó nằm xuống ha. Cái cổ khi mình ủi xong lại sẽ thế này ha. Thì chúng ta cứ lược trên cái cổ ha. Để cho cái cổ nó khỏi bị giãn ra đó các bạn. Chúng ta sẽ lấy dấu giữa của thân trước nha, hai bé con mình chấp lại. Xong các bạn lấy dấu giữa ha, dấu giữa của thân trước nha. Đây là cái cục giữa của cái dây kéo phía sau ha. Tại vì cái dây kéo này nó không có lên cổ cho nên mình chỉ dưới này thôi. Các bạn đi dấu hai bên cho bằng nhau. Và các bạn tra hở ra một ly giùm mình nha. Hở ra một ly từ cái keo này nha. Tra 7 ly ha. Vai và nhớ vai nha các bạn, dấu giữa của thằng trước ha. Cái dấu này đây, cái cục của cái cục nhựa của cái sợi dây kéo ha.
ta kéo dây kéo lên kiểm tra hai bên nó có bằng nhau không ha. Nó bằng nhau xong chúng ta lấy ha, dĩu nha các bạn. Cái này chúng ta dĩu lọt khe ha, lấy lọt khe ha. Ta chốt vào cái phần yểm vai này. Cho cái cổ mày nó khỏi bị vặn đó các bạn. Tại vì lớp lót này mình không có ủi hay là mình tự bẻ vào. Ta chốt nhẹ thôi. Xong các bạn. Gói đầu này xong rồi. Gấp bọt để vô trong ha. Nó sắp như vậy. Làm mẹ chồng qua đường chỉ 2 ly ha. Các bạn tự lấy tay của mình này, bẻ vô chồng qua đường chỉ này 2 ly ha. Các bạn lấy cái móng tay này và canh. Cái trên này mình mà ủi rồi nó đã nằm rồi. Các bạn lấy móng tay này. Rất là đều ra các bạn, mình không cần phải ủi trước đâu, mình tự bẻ vào thôi.
các bạn cũng bẻ vào như vậy nha. Các bạn cứ lấy ngón tay các bạn dài như vậy, khoảng 2 ly là được, đó là mình cứ may thôi. Chính xác 100% luôn các bạn. Rất là đều luôn ha. Các bạn có làm giống mình thì các bạn sẽ ra một sản phẩm đẹp thôi ha. Cái sau nó sẽ hở như vậy này.